Mến chào các bạn. Khi nói đến Úc Châu thì mọi người trên khắp thế giới sẽ nghĩ ngay đến Sydney, với nhà hát Opera House và cây cầu cảng Sydney. Nhưng đa số người Việt trên khắp thế giới thì sẽ nghĩ ngay đến Cabramatta, là nơi có đông người Việt sinh sống nhất ở Úc Châu. Nhưng có một thành phố rất tuyệt vời ở sát bên Cabramatta là Liverpool, là một thành phố xinh đẹp với đầy đủ những phương tiện hiện đại và thiết yếu cho cuộc sống, nhưng giá cả sinh hoạt thì lại rất phải chăng, ở ngay tại thành phố Sydney nổi tiếng là đắt đỏ nhất nước Úc. Đó cũng là nơi có số người Việt định cư ở những vùng ngoại ô đông đảo như Lanier, Ashbrook, Miller, Busby, Cartwright, Mount Fletcher, v.v. Do thị trường nhà cửa tương đối tốt và lại rất gần Cabramatta, chỉ chừng 15 phút lái xe mà thôi đó các bạn. Trong video này, mời các bạn cùng cô ba dạo quanh để tham quan thành phố tuyệt vời này nha. Liverpool là một vùng ngoại ô của Greater Western Sydney, thuộc tiểu bang New South Wales, Úc Châu. Nó nằm khoảng 31 km, tức là 19 mile, về phía tây nam của trung tâm thương mại Sydney. Liverpool có trụ sở hành chính của khu vực chính quyền địa phương của thành phố Liverpool và nằm ở đồng bằng Cumberland. Về lịch sử, Liverpool là một trong những khu định cư đô thị lâu đời nhất ở Úc. Được thành lập vào ngày 7 tháng 11 năm 1810 với tư cách là một trung tâm nông nghiệp của thống đốc Lachlan Macquarie. Ông đặt tên nó theo tên của Robert Banks Jenkinson, bá tước Liverpool, người lúc đó là ngoại trưởng thuộc địa và thành phố Liverpool của Anh, dựa trên đó một số kiến trúc của khu vực. Liverpool nằm ở đầu hàng hải của sông George và kết hợp với đường sắt Great Southern từ Sydney đến Melbourne đến Liverpool vào cuối những năm 1850. Liverpool trở thành một trung tâm giao thông và nông nghiệp lớn vì đất đai trong huyện rất năng suất. Cho đến những năm 1950, Liverpool vẫn là một thị trấn vệ tinh với nền kinh tế nông nghiệp dựa trên chăn nuôi gia cầm và làm vườn trên thị trường. Tuy nhiên, sự mở rộng đô thị của Sydney trên khắp đồng bằng Cumberland đã sớm đến Liverpool và nó trở thành một vùng ngoại ô bên ngoài của đô thị Sydney,
với sự hiện diện và cơ sở sản xuất mạnh mẽ của tầng lớp lao động. Khu vực Liverpool cũng trở nên nổi tiếng với các khu đất rộng lớn của ủy ban gia cư, là nơi ở của hàng nghìn gia đình có thu nhập thấp sau các chương trình phát triển mặt bằng và đổi mới đô thị ở nội thành Sydney vào những năm 1960. Ngày nay, Liverpool hiện là trung tâm thành phố lớn ở Tây Nam Sydney. Trung tâm thành phố có bố cục lưới đan xen với nhiều làng đường nhỏ và mái vòm, tương tự như Melbourne. Giải bán lẻ trung tâm là phố Macquarie, có rất nhiều quán cà phê nhỏ. Trong thời gian gần đây, việc mở rộng trung tâm mua sắm Westfield đã chứng kiến nhiều cửa hàng thời trang mới xuất hiện. Khu thương mại trung tâm đang được quảng cáo là trung tâm thương mại thứ ba của Sydney, tập trung quanh sân bay Tây Sydney và thành phố hàng không. Khu trung tâm đã được quy hoạch lại để sử dụng hỗn hợp vào năm 2018 để cho phép có nhiều nhà ở, văn phòng và cửa hàng hơn. Khu vực mua sắm chính tập trung trên phố Macquarie với Westfield Liverpool, một trung tâm mua sắm lớn ở cuối phía Bắc. Liverpool Plaza là một trung tâm mua sắm nằm giữa Macquarie Mall và đường Northumberland. Đầu phía Bắc của thành phố đã được khoanh dùng cho các căn hộ dân cư mật độ cao. Đầu phía nam của thành phố được khoanh vùng để phát triển thương mại mật độ cao. Theo điều tra dân số năm 2016 do Cục Thống kê Úc thực hiện, Liverpool có dân số 27.084 người, đến từ nhiều nguồn gốc dân tộc khác nhau, ít hơn 1/3, tức là 31.1% cư dân được sinh ra ở Úc. Các quốc gia sinh phổ biến tiếp theo là Liban 10.9%, Ấn Độ 6.4%, Fiji 2.9%, Việt Nam 2.5% và Croatia 2.4%.
22.2% mọi người chỉ nói tiếng Anh ở nhà. Các ngôn ngữ khác được nói ở nhà bao gồm tiếng Ả Rập 18.1%, tiếng Serbia 7.4%, tiếng Hindi 3.9%, tiếng Việt 3.5% và tiếng Tây Ban Nha 2.2%. Đây là một trong nhiều công viên của thành phố Liverpool. Ở Sydney, rải rác có nhiều công viên đẹp, mang phong cách thiên nhiên có chút hoang dã. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các khu vực tập gym ngoài trời, hoàn toàn miễn phí như thế này. Rất tuyệt vời cho những ai yêu thích thiên nhiên và cho những ai không muốn tốn tiền đến các phòng tập gym. Vẫn có thể có những máy tập chuyên nghiệp qua những thiết kế cực kỳ thông minh đã tạo ra. Nước Úc sắp hết mùa hè rồi, ve sầu nhiều quá các bạn. Nhiệt độ hôm nay nơi đây thấp nhất là 16 độ C và cao nhất là 26 độ C. Liverpool có khí hậu cận nhiệt đới ẩm và ấm hơn một vài độ so với trung tâm thương mại Sydney vào ban ngày, mặc dù ban đêm mát hơn một chút so với Sydney. Nếu nhiệt độ tối đa là 27 độ C trong trung tâm thương mại Sydney, thì ở Liverpool nhiệt độ thường có thể lên tới 33 độ C. Trong khi vào mùa đông, nhiệt độ có thể gần 0 độ C, trong khi nhiệt độ ở trung tâm thương mại Sydney là 7 độ C. Lượng mưa có phần lan rộng trong suốt các tháng, mặc dù nửa đầu có xu hướng ẩm ướt hơn. Từ tháng 7 đến tháng 9 có xu hướng khô hơn, cụ thể là do gió, bắt nguồn từ dải phân chia lớn. Liverpool có một bệnh viện giảng dạy lớn, hai trường cao đẳng kỹ thuật và nhiều trung tâm mua sắm và tòa nhà văn phòng. Bệnh viện Liverpool là một bệnh viện công khá hiện đại với nhiều dịch vụ tốt và tiện lợi phục vụ cho bệnh nhân. Hiện bệnh viện này đang được tu sửa tân trang để theo kịp với xu hướng của thời đại. Mặc dù cô ba thấy nó đã quá tuyệt vời rồi. Hơn một nửa, tức là 57.8% nhà ở tại Liverpool là chủ căn hộ và 55.9% đang được thuê, cao hơn đáng kể so với mức trung bình quốc gia là
29.6%. Giá bất động sản và thuê mướn ở đây khá rẻ. Một chung cư hiện đại, một phòng ngủ có giá trung bình khoảng trên 400.000 Úc Kim. Hai phòng ngủ thì tầm trên 500.000 Úc Kim. Ba phòng ngủ thì tầm trên 600.000 Úc Kim. Còn các căn chung cư xưa cũ, một phòng ngủ thì trung bình dưới 300.000 Úc Kim. Hai phòng ngủ thì tầm trên 300.000 Úc Kim. Những căn chung cư cũ thì rất hiếm có ba phòng ngủ. Còn đây là bên trong của bệnh viện Liverpool. Chúng ta đi một vòng để tham quan nha. Khu ẩm thực của bệnh viện Liverpool phải nói là tuyệt vời nhất trong số các bệnh viện ở Sydney, với nhiều quầy hàng thức ăn đa sắc tộc, chất lượng tuyệt vời. Và phở, nơi đây ăn cũng đỡ ghiền cho các tín đồ mê món phở nha. Còn về không gian của khu ẩm thực thì rất tuyệt, rộng rãi, thoáng mát cả bên trong cũng như bên ngoài trời, nhất là khu vực ăn uống ngoài trời. Được sắp đặt và thiết kế rất là hữu tình, tạo cho thực khách một không gian đậm chất thiên nhiên. Đây là điểm tuyệt vời chỉ có tại Bệnh viện Liverpool nha các bạn. Hiện nay khu vực này đang bị đóng cửa vì nó nằm trong kế hoạch tân trang của bệnh viện. Dọc theo dãy hành lang này có những tủ kiến trưng bày những dụng cụ, thiết bị y tế xưa cũ của bệnh viện. Nó giống như một bảo tàng nhỏ ở nơi đây vậy đó các bạn. Về giá thuê mướn ở Liverpool thì với chung cư cũ, hai phòng ngủ có giá tầm trên 300 Úc Kim cho một tuần. Ba phòng ngủ thì tầm 400. Với những chung cư hiện đại, hai phòng ngủ thì tầm trên 500 Úc Kim cho một tuần. Ba phòng ngủ thì tầm trên 600. Một phòng ngủ thì cũng không xê xích là bao nhiêu đó các bạn. Kia
là khu vui chơi nước cho trẻ em. Vào những ngày nóng bức và cuối tuần thì nơi đây rất đông trẻ em đến chạy nhảy vui đùa với nước. Nó cũng nằm trong công viên mà chúng ta đã tham quan trước đó, ngay trước mặt bệnh viện và chỉ cách trạm xe điện vài trăm mét mà thôi. Còn kia là phòng tắm, phòng thay đồ và các nhà vệ sinh phục vụ sự thoải mái tối đa cho mọi người. Đây là một trong những trường trung học cao đẳng dạy nghề của New South Wales, là một hệ thống huấn nghề có mặt khắp nơi tại tiểu bang này với đủ các ngành nghề và kỹ năng cho học viên. Hiện trường đang được tân trang lại, dù nó cũng đã khá tốt đẹp rồi. Đây là ga đường sắt Liverpool, có các dịch vụ đến trung tâm thương mại Sydney, Leppington, Parramatta và Schofields. Đường trung chuyển Liverpool đến Parramatta cung cấp tuyến đường chỉ dành cho xe bus. Hệ thống xe bus ở Liverpool thì dày đặc, sẽ đưa hành khách đến khắp các nẻo đường ngoại ô quanh thành phố. Qua lối đi này, đi bộ chỉ vài trăm mét, sẽ đưa bạn tới thẳng trường cao đẳng dạy nghề của New South Wales. Đi thêm vài chục mét nữa thì sẽ tới bệnh viện Liverpool đó các bạn. Sau cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết chương trình. Cô Ba cũng xin mến chúc cho các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Thân ái, chào tạm biệt.